Xin chào tất cả các quý vị đang theo dõi kênh giới thiệu sản phẩm của Audio Thiên Hà. À, bài giới thiệu ngày hôm nay sẽ gồm hai phần. Phần 1 mời quý vị cùng với Hải Sơn chúng ta cùng tìm hiểu về bộ sản phẩm mới nhất đến từ thương hiệu DCS của Anh, thương hiệu nổi tiếng nhất về các cái sản phẩm giải mã kỹ thuật số, đó chính là DCS Lina với ba khối như quý vị đang nhìn thấy trên hình. Phần thứ hai thì xin mời quý vị cùng với Sơn tìm hiểu về bộ sản phẩm kỷ niệm 40 năm thành lập thương hiệu Focal nó sẽ gồm hai chiếc tai nghe đỉnh nhất của họ Trước tiên chúng ta sẽ điểm qua về lịch sử của thương hiệu DCS Thì DCS là một thương hiệu của Anh Được thành lập vào những năm 1987 Thì tính đến nay họ đã có đến 37 năm kinh nghiệm Về làm các cái bộ giải mã kỹ thuật số đỉnh cao Và các cái bộ gọi là sản phẩm để chơi đĩa nhạc CD Rất là đỉnh Và đã xuất hiện ở trong nhà những audio file rất là kỳ cựu lâu năm trên thế giới cũng như là tại Việt Nam, Hải Sơn biết rằng là cũng có rất nhiều sản phẩm D đã đến được tay uh, của những người chơi audio lâu năm và những cái sản phẩm của D thực sự có chất lượng âm thanh cực kỳ đỉnh cao và nó cũng có mức giá mà chúng ta nghe qua sẽ phải giật mình vì nó cũng có mức giá gọi là rất rất cao trong thế giới âm thanh hi-fi hi-end. Uh, họ ra đời trong những cái năm mà kỹ thuật số đang lên ngôi và sau đó là đĩa CD đã thống trị và thay đổi cái cách thức mà chúng ta nghe nhạc. À, tính đến thời nay thì đĩa cd vẫn đồng hành cùng chúng ta nhưng bên cạnh đó là chơi nhạc từ những cái file kỹ thuật số đã trở nên càng ngày càng phổ biến cũng như thông dụng hơn và đạt đến chất lượng âm thanh cũng rất cao thậm chí vượt qua đĩa cd tương đối nhiều và tính đến nay thì họ đã có những cái bước tiến để phát triển phù hợp với thời đại bây giờ đó là phát nhạc streaming kỹ thuật số từ những nền tảng chơi nhạc trực tuyến nhờ đó mà chúng ta có thể thưởng thức được âm thanh kỹ thuật số chất lượng cao tương đương với CD hoặc là nhìn hơn một chút mà chúng ta chỉ cần kết nối mạng thôi và với sản phẩm DCS Lina này nó là một cái bộ sản phẩm hoàn toàn mới à, chưa bao giờ có những cái bộ sản phẩm với cái kích thước hình dáng như thế này chúng ta sẽ bắt đầu từ khi họ ra mắt sản phẩm là DCS Batok thì Batok là một cái bộ uh, DAC uh, giải mã nó thay thế cho uh, Debussy là một cái thiết bị cũng đã thành công trong nhiều năm của DCS À, họ đã cải tiến từ chất lượng linh kiện cho tới cải tiến cái mạch một cái mạch rất là quan trọng của họ là Ring DAC, à, DZ là một trong cái thương hiệu mà họ tự phát triển nên cái bộ giải mã của riêng mình họ không đi mua những cái chip DAC từ nhà sản xuất khác à, họ phát triển thế gọi là in house luôn cho nên chất âm của dZ luôn khác biệt so với phần còn lại cũng như là họ có cái công nghệ mà độc quyền mà không bao giờ chúng ta có thể tìm được ở những cái hãng khác À, sau đó thì họ đã à, phát hành ra phiên bản Lina này Lina chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản Nó chính là Batoc được thu nhỏ lại Ở trong một cái khối transit Có cái kích thước nhỏ hơn rất là nhiều Nhưng mà để thu nhỏ lại Nó là một vấn đề lớn Vì à, Batoc là một thiết bị theo kích thước full size Tức là nó sẽ có cái cạnh bề bề ngang này Khoảng 44cm Thì để thu nhỏ lại Thì họ đã có một cái cách làm rất là hay Đó là họ đã à, chia cắt cái mạch của Batoc mà ra những cái khối mà được ghép lại nhau bằng những cái cáp dẻo chứ không phải là jumper cho nên chúng ta nhìn một cái thiết bị như thế này nhưng mà nó đặc ở đây thì với một cái hình hộp chữ nhật như thế này nó sẽ có tổng cộng là 6 cạnh trong đó mặt trên cùng này sẽ là cái phần biến thế nguồn thì được cuốn bằng máy rất là chính xác được đặt trong một cái khối hộp bảo vệ màu uh, xanh blue rồi hai bên này mặt trước này và cái mặt đáy thì đều là những cái khối PCB Dây đặc linh kiện và nó được làm với cái cách để mà nó có thể gập được lại Thế cho nên đây là một cái cách tối ưu rất hay để có thể đem một thiết bị full size thu nhỏ lại Mà hoàn toàn không cắt giảm bớt đi một chút gì Về thiết bị DCS Lina này nó sẽ mang trong mình cái cấu hình giống như là Batop Với mức giá cũng tương đương Mức giá riêng của cái Lina này nó rơi vào khoảng là 398 triệu với 398 triệu chúng ta có một thiết bị có thể gọi điểm qua chức năng nó là 4 trong 1 Thứ nhất nó là một cái đác giải mã chất lượng cao Sử dụng cái công nghệ cốt lõi độc quyền một trái tim Đó là ring đác Một công nghệ xuất hiện trên tất cả các sản phẩm của dset Như Hải Sơn đã nói Tiếp theo chúng ta sẽ có đây là một cái thiết bị nâng cấp tần số lấy mẫu hay còn gọi là upsampling nó sẽ nâng cấp các cái tần số lấy mẫu của những cái file nhạc lên mức độ cao hơn như của DXD chẳng hạn sau đó là giải mã ra với độ phân giải cao tiếp tục thứ ba chúng ta có đây là một chiếc máy phát nhạc kỹ thuật số Music Streamer nó hỗ trợ stream nhạc từ rất nhiều các nền tảng như là Chromebook này Spotify Connect, Tidal Connect, Deezer hỗ trợ run ready rồi phát nhạc qua AirPlay rồi chạy Internet Radio rồi chúng ta có thể kết nối ổ cứng vào phía đằng sau và nó sẽ đọc các cái file nhạc kỹ thuật số và chúng ta có thể dùng cái phần mềm là DZ Mozart để truy cập vào tất cả các tính năng ở trong đây và cuối cùng thứ tư nó là một cái pre kỹ thuật số vì vậy mà quý vị có thể chỉ cần mua một cái khối Lina DAC này là đã có thể sử dụng với một hệ thống âm thanh hai end stereo rồi. Họ nói rằng là khi chúng ta có cái nền tảng DSS Mosaic ở trong tay chúng ta sẽ không lo thiết bị của mình bị lỗi thời dù cho là 5 năm hay thậm chí lên đến là trên 5 năm về sau vì họ sẽ liên tục cập nhật firmware và các cái tính năng cho cái app của mình và cái tính năng mà nó sẽ đi vào cái firmware cốt lõi ở bên trong chiếc máy này và từ đó khai thác được tốt hơn nữa cái hiệu suất âm thanh và thực sự là DCS Lina này đứng tách riêng ra nó cũng đã là một cái thiết bị giải mã âm thanh cho chất lượng âm thanh rất là tuyệt rồi à, chất tiếng của nó thì rất là mượt mà và có độ chi tiết rất là cao tiếp tục chúng ta sẽ chuyển xuống một cái khối ở dưới khối này nó tên là DCS Master Clock tức là nó là một cái bộ tạo xung nhịp rời ở phía bên ngoài thế tại sao chúng ta lại có thêm một cái khối này đầu tiên phải nói là một khối Lina này là đã có thể sử dụng độc lập được rồi nó đã có ở bên trong một cái bộ clock tạo xung nhịp rồi nhưng mà khi chúng ta chuyển sang dùng bộ xung nhịp bên ngoài thì chắc chắn chất lượng âm thanh nó sẽ tốt hơn với bộ tạo xung nhịp này nó sẽ có nguồn riêng này thân máy riêng này và nó sẽ có nhiều linh kiện hơn để xử lý kỹ hơn cái phần tạo xung nhịp mục đích để tách được ra cái master clock này là nó hạn chế đi cái nhiễu jitter và từ đó nó nâng cao đáng kể chất lượng âm thanh đầu ra cho cái lina này à, cái master clock này thì sẽ có mức giá dao động khoảng tầm 250 triệu. Tiếp tục xuống phía dưới chúng ta sẽ có một thiết bị đó là headphone Amplifier fair. Ở đây quý vị sẽ thấy nó có những cái đường để cắm tai nghe ở phía đằng trước và một cái đường ở truyền thống như thế này. Nó có mức công suất là 2W đưa ra cho đường 30 ohm và bản thân thì độc lập cái thiết bị headphone only này nó đã rất cao cấp rồi Tổng của ba thiết bị này nó sẽ có mức giá lên tới khoảng tầm 946 triệu Đối với thương hiệu DZ thì đây lại là một cái mức giá rất hợp lý Để cho rất nhiều người có thể bắt đầu tiếp cận được với các sản phẩm DZ Tại vì DZ có những cái bộ mà nó lên tới rất nhiều tỷ đồng Thì 946 triệu lại gọi là hợp lý đối với cái phổ sản phẩm của hãng này Và tiếp theo là chúng ta có thể À, sau đó là cân nhắc mua thêm cái master clock này để nâng cao chất lượng âm thanh cho cái Lina. Và rất hay là cái master clock này lại có thể được dùng riêng để nâng cấp chất lượng âm thanh cho cái model là Dset ba thấp. Với những ai mà đang có bộ giải mã khác rồi thì có thể mua riêng cái headphone amplifier này để dùng với tai nghe. À, hoặc là với những ai mà đang cần một cái set hoàn chỉnh, một cái chất âm hoàn chỉnh đến từ Dset thì có thể mua cùng lúc cả ba sản phẩm này luôn nó thực sự là một cái giải pháp đem đến cái chất lượng âm thanh ở hàng tham chiếu dành cho tai nghe và chúng ta thích hợp là nên sử dụng với những cái tai nghe đỉnh nhất đến từ rất nhiều các thương hiệu khác nhau và sau đây thì chúng ta sẽ đến với một thương hiệu nổi tiếng đến từ Pháp. Focal là một thương hiệu rất nổi tiếng của Pháp được thành lập từ năm 1979 và đến năm 2019 thì họ đã tròn 40 năm và đây là bộ sản phẩm à, kỷ niệm 40 năm của họ là Symphony và có 40 cái bộ sản phẩm này trên toàn thế giới. Ở đây chúng ta sẽ có bộ được đánh mã là Symphony No 6 Bộ sản phẩm này thì nó rất là nhiều thiết bị ở phía bên trong Gồm cả từ tai nghe cho tới rượu này Rồi máy nghe nhạc tích hợp đác này Nhưng hôm nay chúng ta sẽ không nói tới những thiết bị đó Và chúng ta sẽ điểm qua về hai chiếc tai nghe đầu bảng này của Forcao Chúng ta sẽ có hai model đầu bảng của dòng tai nghe Đó là Forcao Utopia này là chiếc này Và Forcao Stelia là chiếc này trong đó, Focal Utopia, cái chiếc tai nghe này là tai nghe open back hay chúng ta gọi dịch ra tiếng Việt là hở lưng. Nó sẽ được thiết kế với những cái lỗ ở đây để cho âm thanh thoát ra cả cái mặt này. Còn uh, chiếc tai nghe này, Focal Stelia là tai nghe thiết kế dạng close back, tức là cái phần này nó sẽ được làm kín lại để giữ âm thanh đi từ đây vào phía tai của chúng ta. Cả hai chiếc tai nghe này về cái driver cấu tạo thì đều được sử dụng một cái màng loa có cái đường kính là 40 mm dùng vật liệu là pure beryllium, tức là một cái vật liệu beryllium tinh khiết. Cái vật liệu beryllium này thường xuất hiện trên những cái đôi loa dòng cao cấp như là dòng Sopra, dòng Utopia để làm loa treble. Và để có thể khai thác tốt hiệu quả của những tai nghe này thì chắc chắn quý vị phải cần tới những cái bộ headphone amplifier rất cao cấp ví dụ như là cái bộ dset Lina headphone ly à, quý vị nếu có nhu cầu về những sản phẩm âm thanh cao cấp thì hãy tới Thiên Hà Audio số 5 ngõ 198 phố Thái Hà. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại trong các clip lần sau.